Ui nhỏ lắm anh ạ. Cái mề gà này là cái, nói chung là nếu ăn ăn gà các bạn phải ăn mề thì các bạn sẽ biết nhá. Lý do tại sao mà mình nói như vậy bởi vì là chó ăn đá, gà ăn sỏi. Tại sao con gà nó thích ăn sỏi? Bởi vì nó muốn cho cái mề của nó thì cứng cáp thì nó mới có thể nghiền thức ăn. Nếu mà ai học sinh học cấp 2 thì sẽ biết được cái lý do đấy. Nên là nếu mà ăn gà công nghiệp nhá thì mề nó rất nhỏ. Các bạn để ý thì gà công nghiệp nó mề rất nhỏ, nhưng mà gà thả vườn này thì mề nó rất là to và dai. Ai mê gà thì kiểm chứng cho mình nhá. Đúng anh. Nhá, gà công nghiệp ấy. Đây là một nhân vật rất là đặc biệt nha các bạn nha. Đây là bạn là nếm TV. Vâng, chào mọi người. Anh vào nhà luôn. Anh có cái gì đây? Con gà. Con gà luôn. Đây mình vắt một con gà sang. Vâng. Là bạn nếm TV. Vâng. Mọi người vào nhà nhá. Bạn nếm TV lên vùng cao đây. Chờ tay đây. Chờ tay mê mới bát nước canh lên tí. Bảo em nỡ rồi, người chửi chết. Đây em nhặt cả rau nữa anh nhá. Đây là rau rau vùng cao, dấp cá. Ngon lắm các bạn ạ. Ai không ăn được thì ác mộng, nhưng mà ai ăn được thì ngon luôn. Không ăn được gì là khổ đấy. Tận dụng tất cả những thứ của gà để xào mắm, nấu canh. Canh cải đây cũng là cải mà bà con trồng luôn nhá. Đó, rất là ngon, hấp dẫn chưa? Các bạn nhìn cái thịt gà này, nó trắng này, nó thơm, nó dai. Mình ngửi mùi ấy. Nếu mà ước gì các bạn có thể ở đây cùng với mình thì các bạn sẽ thấy được cái mùi gà trên này rất là thơm. Ăn rất là ngậy đấy, nhìn chưa? Từng một miếng gà một nó ngon như thế này mà. Đấy, sau này mọi người tới cái chỗ này trèo bè mảng thì nhớ là phải thưởng thức gà bản nhá, ủng hộ bà con trên này, bà con phát triển kinh tế kết hợp du lịch. À, chén thôi. Ít. Anh cần. Còn năm mươi đi được sao nhá cái. Có năm mươi đi nhá. Đập khắm lên chưa? Đây được. Có vướng này. Xem là gì? Có vướng quay game hết. Không vướng. Thì là cho ông xem nào. Ông ngồi thế là được rồi. Nhìn thấy đầu đấy nhá chưa? Ui ok đẹp ngon lắm. Ngon này tí đổi đi lại rồi chứ. Ôi vâng kinh nhỉ. Vâng ạ. Rồi, mình mời các bạn nhá. Các cháu mời ông nhá. Bác mời hai anh chị nhá, mời các cháu nhá, gái nhá. Thế hai bạn kia không uống à? Người Tây uống rượu gọi là gì nhỉ? Kín lẩu. Kín lẩu. Vâng, cháu mời mọi người kín lẩu nhá. Mời mọi người nhá. Ừ. Cảm giác như nào? Dạ. Rượu là rượu gì anh? Ngô. Do mình cất người lá. Đây lá. À, ấm cúng các bạn ạ. Ngồi bên cạnh bờ suối, không khí nó mát lạnh, xong rồi được thưởng thức mâm cơm này. Xong mời mọi người đi, mời mọi người. Vâng. À, mọi người cứ ăn tự nhiên như ở nhà đi ạ. Vâng. Vâng. Nào. Mời cả nhà đi. Dạ. Ngon lắm. Cái này nước gì vậy bác? Nước mẹ. À, chấm mẹ để chấm rau nhá. Rau sống. Đây là rau. Mời mọi người nhá. Vâng. Rau dấp cá. Vâng, rau dấp cá. Chấm mẹ. Đây. Đây. Thế ta hãy nhé. Ngon quá anh ạ. Ngon đấy. Ăn rau nhiều này mới khỏe được. Lần này em thấy ăn rau là hợp lý nhất. Nhiều tốt mà. Vâng. Cái nước cá này, này nó có nhiều vitamin C đúng không? Ở vùng cao phải ăn rau ấy. Vâng, đúng rồi. Rau chấm mẹ. Ngon. Nó nhiều đấy. Vâng. Ngon đấy. Chả nó ngon. Dùng trên da đấy chú. Vâng. Ớt. Ớt đấy nhé. Chả ngon lắm. Ớt. Đây ớt xanh. Hai loại ớt. Chú làm miếng đi. À vâng, làm em xin. Ừ, thế. Em xin cho em bốc nhá. Ăn bốc cho nó ngon. Ăn gà phải bốc xin nhá. Ở dưới em rồi hay có cái gì mà. Con lán chín bốc. Thịt gà, cá chép, ba ba. Cả ba cái đấy, dùng tay cái gì nhỉ. Còn vừa gọi mình một miếng thịt gà. Đây cũng ớt này. Xay đây cũng ớt. Mắm ớt ạ. Mắm ớt. Vâng.
Anh thấy nhá, mời nhá. Vâng. Ăn ngon quá rồi. Thế máu này chú máu cái này không? Thôi kệ. Đây là cái phát con này. Ngon lắm. Em ngon lấy cái gì lâu. Đây là vừa ăn vừa uống, vừa ăn uống cơm rồi lại uống rượu luôn. Vâng. Thế nó hợp lý nhỉ? Là nó cái nó đỡ say. Vâng, nó đỡ đỡ ruột. Em mời anh nhé, cảm ơn nhé. Cháu nhé. Vâng. Uống rượu bắt tay, biết ngay là vùng cao. Búa rồi. Cái gì búa? Mời nếm cho đi một chén nhỉ? Vâng, vâng. Ăn, em cứ thử lại. Cảm ơn nhé. Vâng. Thịnh quá. Đúng rồi. Cảm ơn nhé. Vâng. Thầm mặt dùng xuống quay đi nó. À, mọi người cháu thấy là bác là người Tây, anh là người Giao nhưng mà nói vẫn hiểu nhau được một ít ạ. Người Tây này Tây chẳng phải biết Tây mà. Tây mà. Không có Tây thôi. Không có Tây thôi. Tây mà. À thế à? Ui giời. Nó là người Tây mà. Thế nhưng mà người Tây với người Giao nhá. Thì con đẻ ra sẽ là người Giao. Đúng rồi. Không. Có khi nào mà con sẽ là mang là người Tây không? Nếu mà ở Tây không? Nếu mà để phải mang lắm. À, nếu mà để thì đếm cùng đồng nhiều ra nhưng mà đếm được lên. Ăn đi chú. Vâng vâng. Chú ăn nha. Vâng vâng, em vẫn ăn. Đây thì cũng cổ vẫn luôn trong cái đếm đấy. Nước cũng chúng. Đi phủ đầu cũng như chúng. Không kể là quan sử mà không được đông. Cái chỗ này là nó lũ quá nên là mình không làm được cái lá là mở cửa nữa. Ăn không được làm được. Thôi cái này. Nếu mà có khách nhiều thì mai kia không nó bán chày được. Đi hàng em cho lúc anh bảo anh đọc điện thoại anh cứ đọc đi cho họ liên hệ anh. Bởi vì nấu nướng là phải đặt trước đúng không? Chứ không đặt nó bị vỡ chặt. Má mày. Ấy, con đưa chứ. Vâng, tự nhiên nhá. Vâng, tự nhiên là. Đây này, cháu thích ăn phân cái này. Tay là tự nhiên. À, đấy. Cháu chơi với nhiều anh em người Tài lắm, nhưng mà bên Cao Bằng cơ. Cháu sang Cao Bằng anh em Cao Bằng. Anh nhìn về kia nhỉ. Đi sang bên mình nhiều. Hay đi quay. Anh em chơi bên đội Cao Bằng nhiều lắm. Lạng Sơn cũng nhiều, Lạng Sơn thì ở chơi để thất thuê khẳng định. Này rất tiếc mấy khi chú lên đây lại vừa tiên vô phòng à, ôi trời ơi em ngồi nhau là vui rồi, có phải cứ uống rượu là cũng không lên được đâu. Thích mấy khi à? Anh kiểu quê vùng sang. Chú làm cái còng đi. Ờ em đưa thế anh. Chưa, lúc đi chơi ở quê nó gọi điện cho anh nhắn. Chỉ có một bạn có khi gì. Đúng rồi, nó là em vùng sang. Nó bảo em thế mà. Nó bảo tới nay thì em sang em cũng bảo là cho em xin số anh không mình lấy nếu mà mình lên mình ăn thì không có bằng cái này mà vâng không có gì em đi đâu đấy mà giới thiệu cho anh em phải đặt khách một biết mình thế mà. Mình có view là xong chứ tối qua ngủ ở kia vâng à không ngủ ở chỗ Quẩy Hồng ạ. Quẩy Hồng nhà quê không có mạng. Không có mạng thì cháu không làm được. Bình thường thì có mạng nhưng mà dịch nên cắt mạng rồi. Cháu nhá, cháu đi đâu cho ở được bởi vì cháu ở leo được mà. Cháu ngủ vờm như bộ đội luôn nhưng mà phải có mạng cháu mới làm việc được. Kín vào đi, mang tắt rồi. Ngày mai anh em mình vào hang. Vâng. Vào hang cạo. Vâng.
cả khăn cả nước đi cho nó đặc sắc. Đúng luôn cùng vào đi vào. Thứ bảy chủ nhật chắc con mấy chị em tắm bikini đấy nhỉ. Chưa có đấy, mùa hè đấy, đấy nó mới đẹp. Giờ lạnh rồi. Lạnh ở đây nó vẫn tắm anh ạ. Ừ. Đây nó tắm lạnh luôn. Tây thì nó không ngại đâu. Vâng. À, Phi sáng ấy. Hôm qua nó cũng nói chuyện với em là anh cũng gọi muốn luôn nó giới thiệu khách cho mình thì đấy. Tí nhỉ. Thực ra thì làm du lịch ấy, nó phải có liên minh. Nhưng mà nó phải tức là nó đồng điệu cũng khi theo anh theo nó đồng điệu. Cái thế mạnh của anh ở đây là chỗ nó là duy nhất ở đây. Anh là duy nhất. Chúng ta một mình rồi. Duy nhất thì chắc đúng lắm mình đó. Đấy, thế là duy nhất là cái thế mạnh của anh. Nên vừa nãy chị bảo là ở trên này không có nhiều cơ sở vật chất đấy. Như em thấy như thế mới nãy cứ còn ta chết. Vâng. Đấy, đúng là chết luôn. Bởi vì khi mà lên trên này thấy mọi thứ nó đều tất cả văn bản nó xin đều không có thì họ sẽ không đánh giá. Ở đâu nếu mà như vậy em ở dưới xuôi nhá, nó so sánh luôn ấy. Mà nhà này có sao nhà mình đúng rồi. Không có sao mình chết. Thế nào có cái lợi thế. Không có vị gì mà cái vị trí của anh cũng đẹp thôi. Mà làm thế nào để cho nó được? Em nghĩ nếu mà thế. Đúng một tay chắn nó sẽ theo em nghĩ nhá. Tất cả những thứ đó anh cứ chặt kín ra chứ. Là Ngọc Long với là Chu Kỳ với các anh Ngọc Long à. Được. Bây giờ đi ra là bây giờ cũng ít rồi. Huyện Yên Minh là có cũng vẫn là nghiệp. Để nó đi quốc đường là mình cùng thì nó thả nhiều chút. Bác ăn đi. Cứ ngồi đi em. Ăn xong cứ ngồi đây chơi nhá. Không phải đi đâu đấy. Chắc là bạn trai nhắn tin rồi. Ngày mai cho hai đứa bé này lấy đò cho. Một đứa này từ cháu, đứa ấy áo đen kia, đứa đứa có hai đứa anh nhỏ lắm anh ạ. Cái mề gà này là cái nói chung là nếu ăn gà các bạn phải ăn mề thì các bạn sẽ biết nhá. Lý do tại sao mà mình nói như vậy bởi vì là chó ăn đá gà ăn sỏi. Tại sao con gà nó thích ăn sỏi bởi vì nó muốn cho cái mề của nó cứng cáp thì nó mới có thể nghiền thức ăn. Nếu mà ai học sinh học cấp 2 thì sẽ biết được cái lý do đấy. Nên là nếu mà ăn gà công nghiệp nhá thì mề nó rất nhỏ. Các bạn để ý thì gà công nghiệp nó mề rất nhỏ nhưng mà gà thả vườn nhà thì mề nó rất là to và dai. Ai mê gà thì kiểm chứng cho mình nhá. Đúng anh. Nhá, gà công nghiệp ấy. Mời chị uống rượu đi. Ai giờ uống với anh. Hai người sẽ uống nhỉ. Hai chị em các ngồi uống rượu. Em Covid thôi không thì em nhé. Vâng. Cũng thì thoải mái. Đấy hôm nay giải quyết nốt đi, mai đi tiêm Covid.